Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân VB. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình. Ok anh em, và tiếp tục hành trình chơi game Blast VS Zombie 2 của Nhân VB anh em ơi. Hiện tại thì mình đã sắp phá đảo được cái map tương lai rồi anh em ạ. Thì map tương lai có 25 level, thì hiện tại Nhân đã chơi thì cái màn 23 rồi anh em ơi. Sắp vượt qua rồi, sắp phá đảo rồi. Và phá đảo xong cái map này thì tôi nghĩ là sẽ sang một cái map mới 4 trái ớt, nó sẽ nâng cái độ khó hơn anh em ạ. Và tôi cũng rất mong các bạn hãy ủng hộ tôi trong cái hành trình phá đảo cái tựa game này nha em nha. Thôi không nói linh tinh linh tuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chiến luôn các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, màn 23, 24, 25 anh em ơi. Ui cái màn 25 này nhìn sợ chứ anh em ơi. Ui màn hình 25 nhìn nó có cái đầu trên thể luôn, bên trong màu xanh xanh đấy là não đấy anh em ạ. Ghê lắm, ghét thực sự luôn. Ê, tôi sẽ phá đảo cái map này cho anh em xem. Ok. Rồi không nói linh tinh linh thuyền nữa, chiến luôn anh em nha. Rồi trời ơi, 2250 ánh dương và 15 anh em ơi, 15 blast. Mẹ, sợ nhất mấy cái kiểu như vậy, rất là đau đầu để chơi anh em ạ. Có 15 blast thôi nên tôi sẽ không sử dụng mấy cái blast như kiểu là đóng băng hay là cái quả bom này đâu anh em. Toàn rễ lắm. Hay, nó là cả một cái vấn đề anh em ạ. Đúng là cả một cái vấn đề thật. Tôi sẽ chọn một số cái blast anh em nha. Quen thuộc rồi, mấy cái blast ở trong cái map này chúng ta không thể thiếu được những cái blast này rồi anh em ạ. Cần mang thêm cái blast nào nữa hợp lý nhất để chúng ta có thể chiến được. Cũng cả một vấn đề anh em ạ. Được rồi, tôi sẽ quyết định mang cái thanh niên nào bây giờ ta. Đây, thanh niên này anh em ơi. Thanh niên level 2 này, 200 này anh em ơi. Tôi thấy thanh niên này thanh niên hợp lý nhất rồi. Ok các bạn, chiến thôi. Bây giờ tôi thật với các bạn là bây giờ tôi trồng hoang dương, tôi còn phải tiết kiệm anh em ạ. Không thể đùa được. Không ấy được ấy chứ. Tôi đang trồng, cần phải trồng hoang dương ở đâu nó mới hợp lý anh em ơi. Tôi sẽ trồng một cái tam giác này anh em ạ. Thế nó khác người chứ. Hey, không mang đóng băng đi là hơi bị căng đấy. Không phải đơn giản đâu. Cái trồng cái blast này tốn kém lắm anh em ạ. Thôi trồng blast này cho lành. Blast này mỗi lần xịt ra lại mất 50 tiền anh em ơi. Blast này tôi sẽ trồng nhưng mà chỉ trong cái giờ phút quan trọng thôi. Nguy kịch thôi tôi mới trồng thôi. Hay giời, căng kìa lại xuất hiện anh em ạ. Hiện tại chúng ta mới chỉ có một bông hoa dương hai đầu thôi. Tiền thì đang hơi ít. Rồi, ui dồi ôi. Ai, càng. Chúng ta giới hạn tiền nha, chúng ta bị giới hạn tiền anh em ạ. Chết mẹ phải giới hạn tiền nó mới đau chứ. Giới hạn tiền là gắt rồi đấy. Tôi đã cảm thấy cái sự gắt dần đều đấy anh em ạ. Rồi, xịt nó đi bạn ơi. hơi căng. Bắt đầu trồng cái hoàng dương nữa đây. Rồi, ok, còn 10 blast nữa. Rất khó khăn anh em ạ. Rất khó. Úi giời ơi, nhanh không có toang bây giờ. Không nhanh là toang. Rồi, tranh niên này tôi sẽ đặt ở đây anh em ơi. Ngu quá, tao nghĩ tôi phải đặt ở dưới đây để lấy chiếc lá thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà thôi, bây giờ nỡ đặt ở đấy rồi, phải chấp nhận vậy thôi anh em ạ. Căng thế nhỉ. Rồi, đặt thanh niên này ở đây. Xong nha, tôi sắp đủ một hàng anh em ạ, đủ một hàng rồi. Đủ một hàng thì là ok với chiến được anh em ạ. Còn có 8 blast nữa thôi. Mà trong khi đó một blast để đây rồi sẽ còn 7 blast nữa. 7 blast với 2 blast ở đây. Với lại 5 blast. Rồi. Anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi có thể rồi mới may mắn có thể giành chiến thắng rồi. Cái chiến thuật hơi bị kinh dị một chút anh em ạ. Nhanh. Đặt thanh niên này vào đây không có toang bây giờ. Rồi. Bọn này xuất hiện anh em ạ. Bọn này xuất hiện. Phần nào hỏng máy móc của nó bắt buộc phải làm hỏng nó thôi. Lúc nào hỏng của nó không chơi bởi gì được với bọn chúng anh em ạ. Nó căng lắm. Ai, tôi nghĩ tôi có nên đặt thanh niên này không anh em ơi. Có nên đặt thanh niên này không khi blast chúng ta không được dùng nhiều anh em ơi. Thôi tôi quyết định không đặt. Không đặt anh em nha. Tôi quyết định đặt mấy cái thanh niên này anh em ạ. Đặt thanh niên này là hợp lý này. Để đó. Có 6 blast anh em ơi. Mỗi chỗ này tôi sẽ đặt một cái kim cương. Xịt nó đi, xịt nó xong. Đây là đợt tấn công đầu tiên của team bạn anh em nha. Tôi vẫn đang rất là nghèo anh em ơi, nghèo lắm. Nghèo ơi là nghèo luôn. Chết rồi, tôi không được dùng hết tiền đâu. Kẻ nó. Làm hỏng máy móc của nó đã. Đặt thanh niên này vào đây. Thôi, bắt đầu phải bắn rồi. Tôi sợ dùng hết tiền là thua anh em ạ. Hay là tôi bắt buộc phải dùng hết số tiền này anh em ạ. Đây, cái số màu đỏ này anh em ạ. Đấy. Thì như kiểu là chỉ có cho phép được dùng bằng đấy tiền thôi hay sao anh em ạ. Không được dùng hơn đâu nha. Dùng hơn là toang. Không ai chịu trách nhiệm đâu. Hết tiền rồi anh em ơi. Thôi chính thức bị hết tiền rồi.
Tôi phải sử dụng sức mạnh chiếc ná rồi. Khạc ra đi men, khạc ra đi men, khạc ra đi men, khạc ra đi men. Thế chứ. Chết rồi. Đây là đợt tấn công cuối cùng anh em ạ. Căng chưa, anh em đã thấy căng chưa? Tôi cảm thấy căng rồi mà. Đây, không dùng nữa, không dùng cái gì nữa. Bây giờ chỉ dùng ná mà tấn công thôi. Dùng ná mà chơi thôi anh em ơi. Chỉ dùng ná thôi. Đấy. Ná đã đủ thắng để chưa anh em ơi. Tôi còn thừa một chiếc ná luôn, ngon. Win không, win không, win không. Như thế này có win không? Hai này thôi. Thua nữa thì sắp mặt anh em ơi. Tôi còn thừa một blast không cần dùng anh em nha. Qua màn. Mẹ đậu xanh, ở này mình chơi cái game này hay thế nhỉ. Anh em có thấy vậy không? Rồi anh em ơi, rảnh tay nhớ kéo xuống ấn một nút like và ấn nút đăng ký kênh ủng hộ tôi nha anh em nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, nhớ like ủng hộ mình có động lực ra nhiều video hơn. Ok. Rồi, màn này là một màn cũng khá là căng thẳng đây. Team bạn có đủ các thể loại blast không anh em ạ? Đủ các thể loại zombie luôn. Khờ nại, chết rồi, lại cái màn này tôi ghét màn này lắm anh em ạ. Lại không có hư hoa hướng dương nha. Nên màn này tôi ghét cay ghét đắng luôn. Màn này nghèo dã man luôn. Màn này tôi nghĩ tôi cứ mang thanh niên này đi cho an toàn. Màn này một màn rất nghèo anh em ơi. Nghèo. Không có gì để mà nói luôn vì không có tiền. Không trồng hoang dương là không có tiền. Rồi tập trung nào. Nghĩ cái cảnh ngồi nhặt mấy cái này nó đau đầu anh em ơi. Nó chối lắm đây. Chối dã man con ngan luôn anh em ạ. Kệ nó, nhưng mà bắt buộc phải chiến thôi. Biết sao được bây giờ, biết sao được bây giờ. Lấy 200 tiền đặt vào thanh niên này ra tính sau. Thanh niên này mạnh mà anh em. Thanh niên hạt đậu xanh này mạnh lắm anh em ạ. Anh em, nó bắn xuyên được qua zombie anh em. Bây giờ nó giống boomerang ấy. Bắn xuyên qua là ngon được còn gì nữa đâu anh em. Là con đằng trước hay đằng sau vẫn bị dính. Quá ngon luôn đi chứ. Đấy, vẫn chăm chỉ nhặt lắm. Bây giờ tôi chơi khôn rồi. Bây giờ tôi cứ đưa bắn nát mà quẹt qua cái này nè, cũng bị mất luôn anh em ạ. Thế mới đau. Đấy, nó chơi rồi, trên đây đang là căng thẳng anh em ạ. Trên đây đang là căng thẳng này. Trên đây đang gặp vấn đề căng thẳng này. Đây, bắt buộc phải đặt ở đấy rồi. Không biết có chịu được nhặt hay không anh em ơi. Không biết là cái bắn nát này có hạ gục được cái con thanh niên đội mũ này không. Thanh niên ấy trông với đấy, chảy cối lắm. Chưa hỏng cái mũ của nó này anh em ơi. Căng phê đây. Chưa hỏng mũ này. Thôi rồi, tôi quyết định đặt một cái này ở đây cho nó an toàn trên hết anh em ạ. Đó. Hợp lý không anh em ơi? Quá hợp lý luôn đấy chứ. Đặt một hàng khoai tây ở đây là ngon rồi. Rồi. Cẩn thận nha, ấn một phát mất luôn blast. Đó, tôi sẽ đặt một thanh niên này dưới nữa. Ok anh em, chiếc lá đã có rồi đây. Giờ tôi này sợ công quá luôn ấy. Tôi chỉ cần xây một đội hình nó ổn định ok một tí là tôi không sợ thanh niên được hết luôn. Rồi, boss đã xuất hiện anh em ơi. Không cho thằng này đẻ trứng nha. Ngăn cản nó lại luôn nha. Không có tí nữa nó lại gọi mấy con zombie bay bay ra nhảy nhảy ra mệt lắm. Không chơi được, không chiều được ông ấy anh em ạ. Đấy, thôi xong thôi. Tôi chết mẹ rồi, đấy, tôi vừa lướt qua phát. Chết tôi rồi. Đấy anh em mình chưa, tôi không may một tí thôi là có hậu quả ngay anh em ạ. Đang nhiên mất 2 blast 200 tiền. Động xanh. Cay thế nhỉ. Hơi sẩy tay một tí thôi. Điên hết cả người tổng tấn công nữa chứ này. Cay thực sự luôn, hỏng blast rồi đã. Chết tôi rồi, 200 tiền không có tiền này anh em ơi. Sử dụng sức mạnh chiếc ná đi cho nó ok. Giờ mình đã nghèo chớ phải sử dụng sức mạnh chiếc ná luôn và ngay anh em ạ. Vẫn chưa ăn thua gì, team bạn vẫn còn trâu lắm. Team bạn vẫn còn trâu lắm. Ôi xe đòi thật. Ủa đặt đấy. Đang rồi anh em. Ok anh em. Đây chỉ là đợt tấn công đợt 1 thôi anh em nha. Vẫn còn nhiều đợt tấn công nữa. Tôi phải cẩn thận hơn, làm hỏng máy móc của nó đã. Tính ra ủi nó xỉa phát. Bay cả cái kia của tôi về anh em. Đỏ xanh. Ủa mình nhịn mình đâu nắm rồi đây. Kệ nó, bắn đi, hàng cũng có đi mà. Lên chiếc ná rồi. Chẳng nghe này phải sử dụng chiếc ná anh em. Nãy phải sử dụng chiếc ná này. Cày thế nhỉ. Cày thế nhỉ bạn ơi. Cày thế nhỉ. Phí hoài không anh em này. Quá phí hoài luôn. Anh Dương này rồi, có anh Dương rồi. Đậu xanh, đậu đỏ. Thổi bay nó về ra. Thôi phí tiền thổi bay. Mấy thanh niên này hạ gục nó mà anh em. Phí tiền thổi bay nó đi. Thôi thổi bay tôi cho nó lành.
cày lắm. Bắt đầu tôi phải đặt thanh niên kim cương vào đây anh em ạ. Ok 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 ok, cẩn thận cẩn thận, hỏng máy móc nó đã tính sau. Sợ nhất đang nhiên động vào mấy cái thanh niên này. Châu 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 rồi cũng chết chết thôi, bắn cho nó phát. Hỏng máy móc của nó nha anh em nha, làm hỏng máy móc của nó. Ok anh em. Rồi mà anh mất 50 tiền xịt cho các chú phát. Chơi bây giờ bình tĩnh thôi anh em ạ. Zombie nó đến rất đông luôn, tôi mà chỉ cần sơ sẩy một phát là tôi ra đi luôn các bạn ạ, không nói nhiều luôn. Bây giờ mà tôi mà ấn nhầm vào một cái thanh niên nào đấy thì toàn nó cũng chết rồi chết rồi. Chết rồi chết rồi chết rồi, căng rồi anh em ơi. Ui giời ơi, đông 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 rồi, cái hỏng máy móc vẫn chưa xuất hiện anh em ơi. Kìa kìa anh em, kìa bạn tôi ơi, hỏng máy móc đi. Ui, sao này nó bơi vào đây anh em ạ, nó bơi tận vào đây luôn. Bây giờ đã là tấn công cuối cùng em ơi, ấn vào đây cho nó toang đi, ấn vào đây cho toang đi, ấn vào đây cho mấy con này chết hết đi. Có một chiếc đá thôi chết rồi anh em ơi. Thôi tôi xong, tôi xong anh ơi, em sai rồi anh ơi em sai rồi mà. Chết rồi toang này, toang không còn gì để mà nói luôn anh em ạ, toang thực sự luôn. Rất may đây là lần tập tấn công cuối cùng của team bạn anh em ạ. Cái map này tôi đây, cái màn này tôi đánh giá rất là nhức đầu luôn, thề luôn, rất ghét cái màn này anh em ạ. Rất may là tôi vẫn còn hai cái xe này, không có là mất không còn cái xe nào nữa thì nhục mặt anh em ạ. Rồi bây giờ củ hành tím anh em ơi. Ấy, hôm nay thì có một bạn hỏi tôi là anh đã nhận được củ hành tím chưa, hôm nay thì tôi đã nhận được rồi đây, nhưng mà tôi chưa biết cái tác dụng của nó là cái gì anh em ạ. Ván này tôi sẽ phải sử dụng thôi. Hành tím nó là cái gì? Ui ván này như ván cuối sao anh em ơi, đúng không? Ván này là ván phá đảo anh em ơi. Thôi anh em ơi, cái ván phá đảo này tôi nghĩ là tôi sẽ để video lần sau anh em ạ. Chơi một ván phá đảo này nha. Đấy, video sau chơi phá đảo nha anh em ạ. Và sang luôn map mới cho anh em làm quen luôn với cái map mới nha anh em nha. Rồi ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Các bạn nhớ nút like và nhớ nút đăng ký kênh nha, để khi nào có video mới các bạn có thể xem được luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình. Yes.